Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 002, minh họa cho bài toán liên quan đến sử dụng biểu đồ, nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ. Các em có thể tham gia khóa học tại trang web, thầy in màu xanh đậm. Ở bài toán này thì là bài toán cho điểm, chúng ta không được quyền bỏ điểm nó. Nếu như bạn nào mà bỏ điểm phần này rất là phí và thực sự là điểm khó mà cao được. Ở đây người ta cho các em hai thông tin, nhiệt độ sôi và pH. Các em có thể sử dụng hai thông tin này để các em tìm ra được trực tiếp các X, Y, Z là những chất nào ở trong chất người ta cho. Đó, thì không có gì ghê gớm cả. Đáp án là B. Vậy vấn đề làm sao để chọn được B thì thầy giải thích như sau. Thứ nhất, về liên quan đến nhiệt độ sôi, thì bạn nào mà nhớ được nhiệt độ sôi thì ngon. Đó, alanine của thầy là 184, phenol là 182. Và kết quả là nó sẽ lớn hơn, phenol sẽ lớn hơn so với lại amin và NH3. Nếu bạn nào nhớ được dãy này thì ok, ngon luôn rồi. Chỉ cần dùng nhiệt độ sôi thôi là đã ngon rồi. Đó. Thế nếu bạn nào đó mà nhiệt độ sôi không nhớ được thì các em dùng đến giá trị pH. Đó. Thì pH của thầy thì trong tất cả các chất này thì bazơ thằng nào tính mạnh nhất. Thì thầy có rõ ràng rằng là CH3NH2 có tính bazơ mạnh nhất thì pH lớn nhất. Đó. Như vậy các em nhìn vào đây pH giá trị nào lớn nhất. Đó. pH lớn nhất của thầy ở đây là cái gì? Là 10,81. Như vậy Z của thầy phải là metinamin. Đó. Thứ hai, tính bazơ thằng nào mạnh tiếp theo nữa đó là NH3. Vậy NH3 của thầy phải là T. Đó, T. Tiếp, bazơ của thầy là alanine với lại phenol. Thì alanine có tính bazơ, như vậy là phải lớn hơn. Vậy là Y của thầy là alanine. Thế còn là X của thầy phải là phenol. Đấy là các em dùng về pH. Còn nếu các em dùng nhiệt độ sôi thì các em cũng có thể chọn tương tự. Đó. Thế sau khi chọn được X, Y, Z rồi thì câu trả lời rất đơn giản thôi. Đáp án thầy là B. Z là CH3NH2.